Chào mừng các bạn đến với chúng diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, rất mong lực lượng an ninh mạng, Cục Truyền thông Công an Nhân dân và Bộ Công an xử lý ngay lập tức đối tượng mang tư tưởng phản động Nguyễn Hồng Lam để không ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an Nhân dân và gây bức xúc bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Tư cách của một nhà báo hay tư cách của một thằng phản động, bài viết của nhân đạo đã có không ít những kẻ ngợi ca, luyến tiếc quá khứ, khắp than hay tụng ca thời dĩ vãng. Trong những kẻ ấy, có cả một đám không ít những kẻ yêu thích đồ lính ngụy trước 30 tháng 4 1975. Chúng ngang nhiên dương ngoài diễu võ với trang phục ngụy quân của chế độ ngụy quyền Sài Gòn từ vài năm nay với tần suất xuất hiện ngày càng nhiều, độ phổ rộng ngày càng lớn. Vậy nhưng đến giờ phút này, chúng vẫn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật như muốn thách thức pháp luật và dư luận quần chúng nhân dân cả những kẻ hoài niệm chế độ cũ, chế độ ngụy, quyền Sài Gòn này cho đến giờ phút này vẫn chưa hề bị nhà chức trách động chạm đến ngoài sự lên án của dư luận xã hội quần chúng nhân dân trên không gian mạng xã hội. Vậy tại sao Facebooker Nguyễn Hồng Lam được cho là của một nhà văn, nhà báo Nguyễn Đức Vinh với bút danh Nguyễn Hồng Lam, thượng tá công an nhân dân, phó trưởng cơ quan đại diện cục truyền thông công an nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh lại cho rằng có ai đó ám chỉ nhà chức trách và các cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật đang tìm cách cấm đoán và bắt hại những kẻ đó. Như vậy, có phải là ông nhà văn, nhà báo, thượng tá công an nhân dân Nguyễn Đức Vinh, bút danh Nguyễn Hồng Lam đang muốn bảo vệ những kẻ này, đồng thời cũng là vẽ đường cho các tổ chức truyền thông phản động ở hải ngoại như Việt Tân, Vo, RFI, RFA, BBC Việt ngữ, xuyên tạc về Việt Nam? căn cứ vào lời dẫn dắt mở lối này của ông nhà văn, nhà báo, thượng tá công an nhân dân Nguyễn Đức Vinh, bút danh Nguyễn Hồng Lam, các tổ chức nhân quyền trái hình ở phương Tây sẽ lại có cơ hội để chỉa mũi dùi về phía Việt Nam. Như vậy, ông nhà văn, nhà báo Nguyễn Đức Vinh với bút danh Nguyễn Hồng Lam, thượng tá công an nhân dân, phó trưởng cơ quan đại diện Cục Truyền thông Công an nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh đang mang tư cách của một nhà báo công an nhân dân hay là đang mang tư cách của một thằng phản động. Rất mong lực lượng an ninh mạng, cục truyền thông công an nhân dân và bộ công an xử lý ngay lập tức đối tượng mang tư tưởng phản động này để không ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân và gây bức xúc bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân.